Nhớ ấn like, đăng ký và bấm vào cái chuông để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Ok, hello và xin chào mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akea của mình. Và chào mừng mọi người đã đến với một video nữa về Mini World Blog App. Ok, thì hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người top những điều mà có thể rất nhiều bạn chưa biết trong tựa game Mini World Blog App này nhé. Ok, let's go. Ok, ok, điều đầu tiên chúng ta nói đến trong video này đó chính là về hình dáng của ngôi sao ở trong các tựa game Mini World. Thì ok, trong tựa game Mini World này tất nhiên là các bạn sẽ luôn để ý đến đó chính là cái ngôi sao ở đây này. Thì cái ngôi sao này ấy, nó có tổng cộng đó là 4 màu nha các bạn. Thì các bạn phải biết được rằng 4 màu đấy nó tượng trưng cho những cái gì. Thì ok, ở trong chế độ DEV tức là chế độ DEV ấy, là chế độ mà chúng ta dùng để biên tập trò chơi. Thì cái hình của ngôi sao này khi các bạn chuyển qua chế độ sinh tồn, nó sẽ có màu đó là màu xanh lá cây nha các bạn. Ok, thì có thể biết đấy là chế độ này là chế độ biên tập và các bạn có thể thêm được các plugin các kiểu vào. Thì đó chính là cái ngôi sao màu xanh lá cây. Đấy, ok. Ok, thì đây mới chính là màu ngôi sao của sinh tồn thực sự, chính là màu vàng nha các bạn. Nếu như các bạn thấy bất kỳ ai chơi Mini World ở chế độ sinh tồn mà các bạn ấy bảo rằng là đó là chế độ sinh tồn ấy, mà ngôi sao này màu vàng thì thực sự là các bạn đang chơi chế độ sinh tồn nha các bạn. Còn nếu như không phải màu vàng thì chắc chắn là các bạn ấy đều đang chém gió. Có thể các bạn ấy đang chơi sáng tạo hoặc là chơi chế độ DEV để có thể gọi là gọi ra những đồ cần thiết mà không cần phải cày đồ. Các bạn có thể thấy trong series sinh tồn của bọn mình là chính thức là ngôi sao của mình là màu vàng nha các bạn. Và màu vàng là tượng trưng cho chế độ sinh tồn nguyên thủy và cổ điển. Ok, ok, thì chế độ sáng tạo sẽ có ngôi sao đó là hình màu xanh da trời nha các bạn. Các bạn có thể thấy đây là màu xanh da trời. Đó, đây chính là chế độ sáng tạo. Và chế độ sáng tạo này thì các bạn khi chuyển qua sáng tạo các bạn có thể làm bất cứ gì các bạn thích. Đó chính là chế độ sáng tạo. Đó, đây chính là chế độ sáng tạo nha các bạn. Một kiểu chế độ sinh tồn nữa nhưng lại vô cùng khó, đó chính là chế độ cực hạn. Tức có nghĩa là các bạn sẽ sinh tồn không giống như sáng tạo, các bạn không thể gọi bất kỳ đồ gì ra và các bạn sinh tồn y như bình thường, tuy nhiên là các bạn chỉ có một mạng thôi. Nó còn khó hơn cả cái chế độ sao màu vàng kia nữa. Tức là các bạn chỉ có duy nhất một mạng duy nhất. Nếu như các bạn chết thì các bạn sẽ phải khởi động lại thế giới lại từ đầu. Các bạn hiểu chưa? Tức có nghĩa là cái chế độ này là chế độ rất khó và bạn nào mà dám làm video sinh tồn với cái này thì cũng khá là khó khăn đấy. Vì nếu như các bạn lỡ chết một lần thôi là các bạn sẽ mất toàn bộ số đồ mà các bạn đã phải cày công bừa mặt. Nói chung là rất là khó nên là khá là ít người dám chơi chế độ này. Ok, chế độ cuối cùng chính là chế độ cao cấp. Chúng ta có thể tải plugin vào nhưng lại không giống như chế độ biên tập trò chơi, chúng ta không thể nào gọi được đồ ra. Chính như vậy là cái này nó dạng như kiểu là sinh tồn, nhưng các bạn có thể thêm các plugin như kiểu là cho quái vật khổng lồ lên hay là chỉnh sửa kỹ năng của các loài thú vật hay là cái gì đó vân vân và mây mây. Thì đây chính là chế độ cao cấp nha các bạn. Và ngôi sao của nó sẽ là ngôi sao có màu tím. Thì nếu như các bạn thấy bất kỳ ai làm video về series sinh tồn Mini World mà các bạn thấy rằng ngôi sao của các bạn ấy có màu như là màu xanh da trời hoặc là màu xanh lá cây thì điều đó có nghĩa là các bạn ấy đang chen gian và đang chơi cái chế độ sáng tạo hoặc là chế độ biên tập trò chơi để có thể gọi ra đồ kim cương hoặc là bất cứ cái gì mình cần. Ví dụ như bây giờ mình lười kiếm cái này quá, mình lười xây nhà quá, thế là mình chỉ phải cắt đi sau đó mình chuyển sang sáng tạo mình xây thôi. Còn nếu như bạn nào mà chơi những cái màu sao màu cam, màu không phải màu đỏ, màu vàng và màu tím thì đó có nghĩa là các bạn ấy đang chơi sinh tồn thực sự nha. Và cái chế độ màu đỏ là chế độ khó nhất đó các bạn. Ok, đó là một điều mà rất nhiều bạn không biết. Ok, ok, thì chúng ta sẽ cùng đến với một điều nữa vô cùng cơ bản nhưng lại rất nhiều người không biết trong Mini World và cũng như là Minecraft, đó là cách xác định tọa độ như thế nào. Khi các bạn bấm chữ M, các bạn sẽ có một cái thanh đó là tọa độ và đây là giờ của trong thế giới các bạn. Nếu như mà giờ của các bạn thành giờ buổi tối thì trời nó sẽ tối, còn đây là giờ buổi sáng thì nó sẽ sáng. Và đây là ngày sinh tồn của các bạn. Hiện tại mình đang để đây là chế độ sáng tạo nên là nó ghi là ngày tạo nha. Nếu như các bạn để ở chế độ sinh tồn thì nó sẽ là sinh tồn nha các bạn. Đó, thì đây chính là thời gian. Và thời gian chạy rất là nhanh, nó chạy phải gọi là cái thanh phút của nó thì thành thanh giây luôn. Đó, cho nên là nói chung là một ngày ở đây nó trôi qua khá là nhanh thôi. Đơn giản thì chỉ là một tiếng ở đây bằng một phút ngoài thật. Đó, thì các bạn có thể thấy đó là có cái thanh tọa độ đây này. Thì cái việc xác định cái thanh này như thế nào, đó là rất đơn giản thôi. Các bạn hãy nhìn cho mình trên cái góc bản đồ bên tay phải đây. Tại cái bản đồ minimap này các bạn có thể thấy đó là có một cái chữ N đúng không? Cái chữ N có nghĩa là hướng Bắc nha các bạn. Đừng các bạn nào bảo chữ N là hướng Nam nha. Rất nhiều bạn là lại tưởng đây là viết tắt của chữ N là chữ Nam nhưng không phải. Cái game này là game của Trung Quốc, nó phát hành nên là có nghĩa là nó viết chữ thì phải là chữ hướng tiếng Anh. Chính vậy N có nghĩa là North và có nghĩa đó là Bắc nha các bạn. Chính vì vậy nên các bạn đang đi về hướng này có nghĩa là đi về hướng Bắc. Bây giờ đừng có bảo là đây là đi về hướng Nam nhé. Thì khi các bạn đi thẳng về hướng Bắc, các bạn xem này. Khi các bạn đi thẳng về hướng Bắc thì cái tọa độ ở bên trái sẽ giữ nguyên và cái tọa độ bên phải sẽ tăng lên. Đó, chính vì vậy các bạn có thể chỉnh như này đó. Về hướng Bắc nó sẽ tăng lên nha. Sau đó các bạn quay ngược về hướng Nam thì tất nhiên rồi. Quay ngược về hướng Nam thì tất nhiên là cái này nó sẽ đứng im và cái này sẽ tăng lên. À đâu, lộn, cái này sẽ giảm xuống nhầm. Đúng không? Nó ngược nhau mà. Nó không thay đổi mấy đâu, chẳng qua nếu các bạn đi hơi lệch nó sẽ lệch một tí thôi. Đó, thì các bạn đi như thế này nha. Đó, thì cái này nó sẽ giảm xuống, còn đi như này nó sẽ tăng lên. Đó, các bạn hãy nhớ hướng Nam, hướng Bắc là nó sẽ tăng cái này lên, còn hướng Nam nó sẽ giảm cái này xuống. Thế còn hướng Đông thì sao?
Hướng đông thì các bạn chỉ cần xoay 180 độ, à lộn nhầm, xoay 90 độ với hướng bắc, có nghĩa là vuông góc với bắc. Thì tất nhiên là hướng đông bạn học địa lý phải biết đúng không? Thì các bạn khi đi này thì các bạn sẽ giảm cái tọa độ này xuống. Đó. À chính xác là tăng nó lên, nhầm. Chính xác là tăng nó lên nha các bạn. Đó, các bạn hiểu này. Bắc và đông thì là tăng, còn nam với tây thì là giảm. Bắc thì sẽ tăng cái bên tay phải, đông thì sẽ tăng cái bên tay trái, còn đâu là nam bắc thì nam tây sẽ ngược lại, nam ngược với bắc, tây ngược với đông, các bạn có hiểu chưa? Có nghĩa là nếu ví dụ bây giờ các bạn muốn đi đến một tọa độ ví dụ như là -200, 220 chẳng hạn. -200, 220 thì tức là như nào? 220 nếu như các bạn muốn giảm cái thanh bên phải xuống 9 thì các bạn phải đi thẳng về hướng nam. Đó, các bạn đi thẳng về hướng nam, các bạn giảm đến 220. Sau đó các bạn quay về hướng bắc để có thể tăng được cái độ lên, các bạn nhớ nhá. -242 mà đến -200 tức là nó tăng lên đấy. Nó tăng lên nhá, các bạn phải học về số âm đấy nhá. Đó thì các bạn chỉ cần đi như này. Đó các bạn đi như vậy cho mình. Thì các bạn sẽ đến được tọa độ đó -200 và 220 một cách rất đơn giản đây. Gần như là tuyệt đối rồi, các bạn chỉ cần dịch thêm vài cái là nó sẽ đúng -200, 220 thôi đúng không? Đấy, nói chung là các bạn cái việc xác định tọa độ ở trong mini world khá là đơn giản. Đó, các bạn thấy mình sẽ đến đúng tọa độ một cách rất đơn giản thôi. Và các bạn sẽ không cần phải tìm phương hướng quá nhiều. Không phải lúc nào các bạn cũng sẽ chế tạo được ra những cái totem để có thể đánh dấu. Đây là những cái totem. Khi các bạn đặt này thì nó lại đánh dấu một cái ngôi nhà xanh trên bản đồ các bạn. Tuy nhiên thì giới hạn của nó là 10 cái. Và đôi khi là các bạn không thể nào các bạn chế được cái này, vì nói chung là nhiều khi các bạn sẽ thiếu đồ, đá lan này nọ các thứ. Thì việc các bạn muốn đánh dấu một cái địa điểm ở đây mà các bạn nhớ, ví dụ như chỗ này có một cái rừng đào, hay là chỗ này có một cái hang, hay là cái gì đó các bạn muốn nhớ rõ nhưng các bạn lại muốn về, thế thì các bạn đơn giản chỉ cần nhớ tọa độ của nó, ghi ra giấy hay gì đó, và sau đó các bạn tìm lại là xong, chứ không nhất thiết là lúc nào phải có cái totem này để đánh dấu cả. Đó là một cách xác định tọa độ rất là dễ trong mini world cho các bạn. Ok, điều thứ ba thì mình chắc mình cũng sẽ làm ở cái thế giới này luôn thôi. Thì cái điều thứ ba là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái thang máy trong mini world. Rất nhiều bạn không biết cách hoạt động của cái thang máy này. Mình nói thật là mình biết là nhiều bạn giỏi hơn mình và các bạn ấy biết cách chế tạo thang máy, nhưng mà mình sẽ xin phép là nếu như bạn đã biết rồi, các bạn có thể tắt video đi nhá. Các bạn tua qua đoạn này hộ mình, bởi vì là nó sẽ hơi nhàm đấy, nhưng mà bởi vì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách rất là đơn giản về cái máy thang máy thôi. Nhiều bạn không biết cách hoạt động của nó nên các bạn lắp và các bạn kêu anh ơi cái thang máy của em nó lắp còn nếu hoạt động. Ok, thì mình xin phép hướng dẫn cho các bạn. Nếu bạn nào chưa biết là cái thang máy thì nó sẽ hoạt động như này. Trước tiên các bạn phải đặt cho mình nó là khối dương ở phía dưới nhá, nhầm lộn khối âm. À thực ra là đặt khối dương hay khối âm bên dưới nó đều được hết nha. Nếu như các bạn đặt khối dương bên dưới thì nó sẽ đi lên trên. Còn nếu các bạn đặt khối dương lên trên thì nó sẽ đi xuống dưới, các bạn hiểu chưa? Các bạn phải hiểu nha, tức là ví dụ như bây giờ các bạn mà đào một cái hố này mà các bạn đặt khối dương lên trên này, đặt khối âm bên dưới thì nó sẽ đi xuống dưới nữa. Còn nếu như các bạn đặt khối âm lên trên, khối dương dưới thì nó sẽ đi lên trên như này. Đấy, ví dụ vậy. Thì ok, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hoạt động với thang máy. Các bạn đặt cho mình một khối âm ở đây nha. Các bạn đặt khối âm lên một cái nền mặt gì đấy. Nhớ phải đặt như này nhá. Các bạn đặt như này là sai này. Nếu như các bạn chỉ ra này các bạn đặt khối âm này nó sẽ bị sai nha. À không, thực ra khối âm thì hướng nào cũng như nhau. Nhầm. Ok, thì các bạn đặt cho mình ở giữa mấy cái này là những cái khối mà nó có thể là di chuyển được theo những cái khối âm dương này nhá. Những cái khối di chuyển theo có thể là gỗ, đá hoặc các thứ này nọ. Nhưng mà cũng số khối thì nó hơi đặc biệt hơn, sẽ không hoạt động đâu. Các bạn cứ dùng gỗ cho mình cho chắc. Đây, sau đó các bạn sẽ đặt cho mình cái âm đây. Các bạn lên các bạn đặt cái dương kiểu này cho mình nhá. Đừng đặt kiểu này. Đừng dựa như về ví dụ các bạn có một cái khối như này nhá. Các bạn có một cái khối như này nhá. Các bạn mà đặt khối dương như này nó sẽ bị sai. Đó. Đó, các bạn đặt cho mình thẳng như này cho mình. Các bạn cứ đặt này đi. Lỡ sai đâu mình không chịu đâu. Đó, sau đó các bạn xây cho mình vài khối ra như này cho mình. Đây, các bạn xây như này cho mình nhá. Đó, các bạn xây như này. Đó, sau đó là các bạn phải đặt cho mình một cái khối gì đó vào đây. Đó, sau đó các bạn đặt cho mình khối trục. Các bạn hiểu chưa? Các bạn đặt khối trục, rất nhiều bạn sẽ đặt như này. Hoặc là rất nhiều bạn sẽ đặt như này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái tầm mình không? Nếu đặt như này hoặc đặt như này đều sai và nó sẽ không hoạt động. Các bạn phải chỉ qua cái này này. Đó, đặt như này sau đó đập hết các khối thừa cho mình. Vậy. Mày hoạt động gì ghê vậy? Ê. Why? Sao đây hoạt động ta? Mình đã cho mình đã cho cái đây. Đó. Các bạn đập lên cho mình. Ủa, thế sao lại tự hoạt động ta? Mình đã để cái tay cầm vào đâu? Thôi rồi. Đấy. Thì các bạn thấy đấy, đặt khối y như mình thì cái này nó mới hoạt động. Còn nếu như các bạn đặt sai thì nó sẽ không hoạt động. Sau đó thì cái việc các bạn tạo thang máy thì đó là tùy các bạn. Các bạn có thể nối dây điện khắp nơi để cho nó tạo ra một cái thang máy di chuyển theo ý các bạn. Hoặc là các bạn có thể tạo một ngôi nhà đấy, sau đó các bạn cho nó phi lên trời cũng được. Ví dụ như này, đấy, thế là các bạn sẽ hoàn thành cái thang máy thôi. Sau đó các bạn chỉ cần nối dây điện sao cho phù hợp để có thể kết hợp để tạo ra một cái thang máy lên xuống theo ý các bạn thôi. Và các bạn phải tạo ra hai cái tay cầm nhá. Thì cái đó thì mình sẽ không nói, tại vì rất nhiều bạn cũng ôi bay được cả cây lên luôn. Mẹ thang máy xịn thế. Mẹ thang máy bay được cả cây lên theo luôn. Hứ. Mà sao nãy nó không đi được. Ok, điều thứ tư mình muốn chia sẻ với mọi người đó là một cái nó khá là thú vị thôi. Mình nghĩ là cái này không phải là những điều các bạn cần biết đâu, nhưng mà nói chung là bạn nào cần biết thì biết thôi, còn bạn nào không cần thì thôi. Thì đây chính là mình hướng dẫn cho mọi người cách xây một ngôi nhà di chuyển ở trên không nha. Đây, thì các bạn xây cho mình đó là cái ván có diện tích là 3x3 cho mình. À nhưng mà các bạn không nên xây bằng gỗ đâu, mình nhầm đấy. Các bạn nên xây bằng đất cho mình nha. Các bạn xây bằng đất của mình đấy. Các bạn vui lòng xây bằng đất.
Sau khi bạn xây bằng đất thì các bạn vui lòng đập mấy cái khối ở dưới chân cho mình. Đây các bạn xây bằng đất cho mình đi, để cho chắc nha, để tránh bị hỏng hóc thì các bạn nên xây bằng đất. Các bạn đi nhặt khối đất về xây cho mình. Đó các bạn xây đất, các bạn xây cao lên một tí để tránh bị vướng các vật thể khi các bạn di chuyển. Bởi ngôi nhà nó sẽ di chuyển vĩnh viễn nha các bạn đấy. Các bạn có thể ngừng nó được nhưng mà ngừng nó thì rất là phiền, các bạn lại phải xây lại. Đó đây này, thì nói chung lát nữa mình làm cho các bạn phải hiểu thôi. Các bạn xây cho mình 3x3 như này. Các bạn đặt cho mình khối trượt ở đây. Cái khối trượt này ấy, nó có bốn mặt đều là cái mặt dưới, mình không biết là có cái gì đâu. Nhưng mà cái đây này để mình xem mặt dưới nó có cái gì. À mặt dưới nó cũng thế. Đó, nó cũng không có gì cả. Thì chỉ có mặt dưới nhất của nó có dấu cộng. Các bạn vui lòng quay cái mặt có dấu cộng lên trên cho mình nha. Quay cái mặt có dấu cộng lên trên cho mình, sau đó các bạn đặt khối trừ đây. Đó, các bạn đặt khối cộng ở đây. Đó, sau đó các bạn đặt một cái hai cái khối đất lên trên khối cộng khối trừ như này. Đặt hai khối đất lên trên khối trừ, đập một khối đi cho mình. Và các bạn đặt cái khối trượt, các bạn phải đặt sâu đít cái này này. Đó, để cho cái mặt có dấu cộng ấy nó quay xuống đây, nó quay xuống để nó liên kết với cái này nha. Chứ nếu như các bạn bây giờ các bạn đặt như này, ok, sai rồi đấy. Thế là coi như nó không liên kết được với nhau. Cái mặt cộng này nó không liên kết xuống dưới này thì nó sẽ không thể nào mà nó đi được. Đó. Nên là chính vì thế là có hai cái khối này là chủ yếu là để có thể quay được cái dấu cộng dưới thôi, hiểu chưa? Đó, các bạn phải hiểu với cái cách hoạt động của cái máy móc này. Đó, sau đó các bạn đặt cho mình cái khối trừ ở đúng hướng cái khối trừ nha. Và khối cộng ở đúng hướng khối cộng cho mình nha. Đó thì nó sẽ tự di chuyển. Đó, thì nó sẽ bỏ cái đống đất đi bởi vì đống đất nó sẽ không mắc kẹt, nó sẽ không kết nối. Nhưng mà các bạn có thể xây thủy tinh. Đó, sau đó các bạn có thể xây một ngôi nhà bằng thủy tinh. Nói chung là sinh tồn thì sẽ khó xây hơn nhiều. Nhưng mà nếu các bạn thích thì các bạn có thể xây. Mà thứ nhất là nếu như các bạn thích ấy, thì các bạn nên xây đã. Đó, các bạn nên xây đúng như này cho mình đã thôi nha. Các bạn xây đúng như này cho mình đã. Sau đó các bạn xây một ngôi nhà. Xây một ngôi nhà bằng thủy tinh. Đó, rất là hay, rất thú vị rồi đấy. Tôi bị hơi co giật thôi. Nhưng không sao cả, nói chung là có một cái ngôi nhà ở trên trời và một cuộc sống trên trời nó khá là thú vị đúng không? Bây giờ đặt bàn chế tạo đây. Đó, đặt lò đây ạ. Đó, chúng ta sẽ nung đổ đây. Đấy. Một cuộc sống rất thú vị. Nếu như các bạn xem một ngôi nhà rộng nó sẽ rất là thú vị luôn đấy. Mà dù các bạn sẽ hơi bị co giật mỗi lúc các bạn làm gì đấy một tí, nhưng mà thôi kệ nó đi. Nói chung là nó thú vị mà đúng không? Tinh. Đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta chế đồ chẳng hạn. Đó, chế đồ. Rất là thú vị luôn, một ngôi nhà di chuyển trên trời. Ok, thì điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người trong video này đó chính là về phiên bản cập nhật mới sẽ ra mắt sau này của Mini World Block Art. Thì phiên bản mới Mini World sẽ ra mắt khá là nhiều những cái điều thú vị. Chính vì vậy mình sẽ cho mọi người biết trước những điều thú vị đấy. Tuy nhiên thì thông tin ở đây chưa hoàn toàn chính xác 100%. Và tất nhiên là thông tin nó sẽ không được chi tiết. Thì các bạn vui lòng đợi phiên bản mới nhất để có thể nhận được các thông tin chính xác 100% nha. Đây là mình sẽ chỉ review trước cho mọi người về những cái điều mà nó sẽ cập nhật trong phiên bản mới thôi. Ok, let's go. Với dáng vóc của Minh Béo 30 năm sau, đây là nhân vật sẽ xuất hiện trong bản cập nhật tiếp theo của Mini World. Mang theo chiếc ba lô khổng lồ, dự kiến thì ông già này là thương nhân ở trên hành tinh Horat, hoặc cũng có thể là một lữ khách đã mắc kẹt lâu năm trên hành tinh này. Thì cái ông già này ấy sẽ được cập nhật vào phiên bản tiếp theo của Mini World Block Art nha các bạn. Đây là ba trang bị sẽ ra mắt trong bản cập nhật tiếp theo của Mini World. Đầu tiên thì như các bạn đã thấy, nó rất giống với một khẩu súng laser trong các bộ phim viễn tưởng về robot hay các thiết bị máy móc đúng không? Chính xác rồi đấy, đúng như các bạn đang nghĩ. Nó có tên là súng trứng. Và cái công dụng của cái khẩu súng này vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên thì theo mình dự đoán thì nó có thể bắn ra trứng và có thể là tấn công, hoặc có thể là tạo ra gà con bằng cách là lắp trứng vào bắn, hoặc có thể là tạo ra một cái loại đạn trứng gì đấy. Một cái đạn nó được tạo ra bằng trứng và sau đó nó sẽ bắn. Còn công dụng của nó cụ thể thì nói chung là chúng ta vẫn chưa rõ. Tuy nhiên là chính xác khẩu súng này có tên là súng trứng nha các bạn. Tiếp theo là một khẩu súng cục dị. Thì cái tên và công dụng của khẩu súng này vẫn chưa được nhà phát hành công bố chính thức. Tuy nhiên theo dự đoán thì khẩu súng này có tên là Poison Gun, tạm dịch là súng bắn độc. Thì cái khẩu súng bắn độc này mình nghĩ là nó sẽ dùng trong chiến đấu, nó có thể tấn công để gây ra độc dược, như kiểu là cái ống tiêu và với ngoài ong nha anh em. Thì khả năng là mình nghĩ là sẽ liên quan đến ong để có thể chế ra độc dược để bắn và trừ máu, như kiểu là cái ống tiêu vậy. Cuối cùng là ná huỳnh quang. Dự đoán thì có khả năng bắn ra vật thể phát sáng bởi vì là cái ná này có chữ huỳnh quang ở trong cái tên. Ví dụ như là tinh thể huỳnh quang chẳng hạn. Hoặc đơn giản thì nó chỉ là một cái ná được làm từ các khối huỳnh quang thôi. Thì cái này mình không rõ lắm, có thể nó là một cái ná phát sáng, hoặc là một cái ná bắn ra các tinh thể phát sáng, hoặc là nó bắn ra các vật dụng và khiến các vật dụng đấy phát sáng, đúng không? Nói chung thì nó sẽ liên quan đến huỳnh quang đấy, vì nó có tên là ná huỳnh quang nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với ba con gà vô cùng dị hợm và kỳ quặc sẽ xuất hiện trong bản cập nhật mới của Mini World. A là con gà có tên là gà vũ mĩm, hay còn gọi với cái tên tiếng Anh đó là Chubby Chicken, là sản phẩm của cuộc tình ngang trái giữa voi và đà điểu. Con gà này vừa to béo vừa biết bay, lại còn có thể cưỡi được, thịt thì chắc cũng ngon lắm đấy. B là Serious Chicken, tạm dịch là gà nghiêm túc,
là con gà có bộ mặt rất là khuôn ngầu, đúng kiểu dáng vẻ thanh niên nghiêm túc, có bản tính chủ động tấn công khi các bạn tới gần, tương tự như các loài dã nhân. Nhìn nó rất là ngầu đúng không các bạn? C là gà dị dạng. Cái tên này là do mình đặt cho con gà này thôi, bởi vì là nhà phát hành chưa công bố cái tên cụ thể cho con gà này. Một thành viên của hội gà khuyết tật tại Horace, tất cả thông tin đều chưa rõ, chỉ biết rằng con gà này có tiếng kêu rất chi là gợi cảm và hài hước như cái video này này.